tới toàn thể quý vị bài hát Nỗi Niềm Kết Trạng. Sáng soi Thank you.
làng vẫn là bó bên đông đông vào đi. Tôi mới nhận được anh Tường và hai anh em lại chưa ngồi với nhau bao giờ, cho nên là khớp lời nó hơi bị phỏng kiếm một chút. Rất mong là tất cả quý vị đánh cho hai chữ đại xá. Dạ vâng, để đáp lại với cái bài hát này thì Nguyễn Thu sẽ xin trình bày một bài hát cũng tự sáng tác, đó là bài hát Đợi Chờ theo điệu Buôn Bấc Buôn Dầu. Tìm thăm đi ơ, cũng có ai tìm.
Dạ vâng, rất cảm ơn câu hát Đợi Người của anh Hai Thu dựa theo làn điệu dân ca quan họ Buôn Bắc Buôn Dầu. Dạ vâng, để tiếp nối chương trình sau đây, anh Hai, chị Ba, quan họ chúng em xin gửi tới toàn thể quý vị câu hát Hội Lim ở giữa đồi lim. Người nay cứ thích đi tìm người xưa, có gì đâu mấy hạt mưa, áo anh ướt đẫm mà chưa gặp người, tình yêu sưởi ấm con tim biết nói em không phải tìm. Vâng, đó là bài hát Tìm Em trong chiều Hội Lim, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Trung. Mời toàn thể quý vị cùng thưởng thức và lắng nghe.
Dạ vâng, để tiếp với chương trình sau đây, anh Hai Thuật và chị Hai Hát xin gửi tới toàn thể quý vị một câu quan họ lời cổ đêm qua nhớ bạn. Mời toàn thể quý vị cùng thưởng thức và lắng nghe. Oh, yeah.
thật và chị hay hát với câu quan họ là cổ rất rất là hay. Dạ vâng, để tiếp nối chương trình thì sau đây em xin mời anh cả của câu lạc bộ Vân Hà và chị Hai Lại xin gửi tới toàn thể quý vị bài hát Xúc Miệng Ấm Đồng. Mời toàn thể quý vị cùng thưởng thức và lắng nghe.
kỷ niệm 10 năm của hai câu lạc bộ quan họ thôn Phong Nẫm và câu lạc bộ quan họ thôn Yên Viên. Tiếp theo là xin được gửi tới toàn thể quý vị với bài hát Người Ngoan. Người ngoan thưa toàn thể các liền anh liền chị thân mến, vừa rồi quý vị đã được lắng nghe chị Hai và chị Ba gửi đến quý vị qua câu hát Người Ngoan. Và ngay sau đây là xin mời toàn thể quý vị sẽ cùng lắng nghe anh Hai Quang sẽ gửi đến quý vị với bài hát Thân Trên Lúc Túng Cũng Liều. Không biết là anh liều cái gì đấy ạ. Vâng ạ, xin mời toàn thể quý vị sẽ cùng thưởng thức. Yeah.
chẳng thành là thành ra thành đi thôi thì thôi ngày lâu ai đời ta chẳng thành ta thất thôi thì thôi theo phong mà làm chi con bài hát này. Vâng, thân tiên lúc túng cũng liều mà làm trai thì chẳng quản những điều giáp danh ạ. Đấy, rất hay. Rất cảm ơn anh. Liều giáp danh, anh liều lắm đấy. Vâng. Cảm ơn anh rất nhiều. Vâng ạ, kính thưa toàn thể các lành anh liền chị thân mến, và ngay sau đây là xin mời toàn thể các lành anh liền chị sẽ cùng lắng nghe chị hai tập sẽ gửi đến quý vị với câu hát gửi bức thư sang. Xin mời toàn thể quý vị sẽ cùng thưởng thức và cùng lắng nghe.
mến với những lời tâm sự của chị Hai Tập gửi đến quý vị với câu hát gửi bức thư sang. Ngay sau đây là xin mời toàn thể quý vị sẽ cùng lắng nghe anh Hai Xuyên gửi đến quý vị với câu hát một khúc dân ca, một câu quan họ. Xin mời toàn thể quý vị sẽ cùng thưởng thức. Ngay bây giờ đây là xin mời toàn thể quý vị sẽ cùng lắng nghe chị Hai Vân
sẽ gửi đến quý vị với câu hát Chim kêu gióng giả. Xin mời thẳng đến quý vị sẽ cùng thưởng thức.
xin được cảm ơn hai chị rất nhiều, ha, rất tình cảm. Vâng ạ. Vâng ạ, kính thưa toàn thể các anh và chị thân mến, và ngay sau đây là xin được mời toàn thể quý vị sẽ cùng đến với anh Hai Trinh sẽ gửi đến quý vị câu hát Hoa Thơm Bướm Lượn. Chúng ta sẽ cùng đến với bài hát Dọn Quán Bán Hàng. Dọn quán thì cũng có bán hàng,
cảm ơn với những tràng vỗ tay đến từ tất cả các anh chị đã dành tặng cho anh cả và chị hai với một bài hát vô cùng tuyệt vời. Và ngay sau đây là xin được mời toàn thể quý vị sẽ cùng lắng nghe chị Hai Cửu. Chị Hai Cửu với một bài hát Tuấn Khanh. Tiếc thay hỡi Tuấn Khanh trường, nếu thi cũng đỗ bảng vàng khôi khoa, tay cầm nỏ dạo vườn hoa, bắn con thước đầu xa xa vừa tầm. Dạ hai chị em chúng tôi hát bài Tuấn Khanh ạ. Bay à ơi à là con chim thơ bay. Sao
cũng quê Hường đang hát rồi. Vâng ạ, kính thưa toàn thể các anh chị thân mến, và ngay sau đây sẽ là một bài hát xin được gửi tới toàn thể quý vị. Cắt nón đón đò qua tiếng hát của chị Hai Loan và chị Hai Thủy sẽ gửi đến toàn thể quý vị.
kính thưa toàn thể các liệt anh liệt chị thân mến. Và ngay sau đây là xin mời toàn thể quý vị sẽ cùng lắng nghe anh hai, anh ba, anh tư, anh năm sẽ gửi đến quý vị với câu hát: người Bắc Ninh vốn trọng chữ tình, người Bắc Giang vốn trọng giao duyên. Khách đến nhà là hát, khách uống trà là ca, khách đi xa giữ chẳng cho về, rằng người ơi luôn ở bên tôi. Vâng ạ, và kính thưa toàn thể các quý vị khách quý, kính thưa toàn thể các anh chị thân mến. Và ngay sau đây là xin mời toàn thể quý vị sẽ cùng đến với bài hát Ngẫu Hứng Giao Duyên. Xin mời toàn thể quý vị sẽ cùng thưởng thức. Hãy
Dạ vâng, cảm ơn anh hai, anh ba, anh Tư, con họ chúng em rất là nhiều. Dạ vâng, để tiếp nối chương trình sau đây, chị hai, chị ba, chị Tư chúng em lại có câu hát rằng: nhớ ai nhớ mãi khôn nguôi, sầu đông em xếp trong lòng đầy vơi, một mình hết đứng lại ngồi, ruột tầm chín khúc vẫn vương tơ vò, năm canh tưởng đến nhân tình, tỉnh ra mới biết rằng mình chiêm bao. Dạ vâng, để tiếp nối chương trình, chị hai, chị ba, con họ chúng em xin gửi tới toàn thể quý vị bài hát nhớ nhớ mãi khôn nguôi, dân ca quan họ lời cổ, mời toàn thể quý vị cùng thưởng thức và lắng nghe. Oh,
Dạ vâng. Canh hát nào cũng phải tàn, câu hát nào cũng đến lúc phải chia tay. Câu hát cạn người ơi người ở, chẳng đành lòng kẻ bắc với người nam. Câu ca giã bạn ngập ngừng, bao giờ câu hát say thêm, bao giờ đến hẹn lại lên ơi người. Dạ vâng, sau đây xin mời chúng đồng hội chúng ta cùng đến với một bài hát Chuông vàng các cửa tam quan, xin được giải bày cùng bạn bè muôn ngàn.
Dạ vâng, chương trình kỷ niệm 10 năm kết trạng của hai bên đến đây là kết thúc. Một lần nữa thay mặt cho ban tổ chức, chúng tôi xin chân thành cảm ơn các quý đại vị đại biểu, các anh chị em trong hai câu lạc bộ và đặc biệt bên dàn nhạc công đã về để chung tay xây dựng một ngày kỷ niệm thật thành công tốt đẹp. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn và cảm ơn rất nhiều.